Hi there, welcome to Aussie Books. Today, I'm very happy to show you the next topic that's very interesting, you know, Vietnamese food and drink. So what do you know, any information about Vietnamese food and drink? Which is the most popular dishes in Hanoi, in Da Nang, or any parts in Vietnam? So today, it's my pleasure to show you some specific information about that topic. Now, as usual, please bring two books with you like this and use the numbers on your back covers so that you may develop some self-skilled at worldwideweb.icbooks.vn. Now, let's get started. Now, first of all, I want to introduce you some related vocabulary related to food and drink in Vietnam. Now, first of all, you know, tofu, đậu khuôn, hoặc là một vài nơi người ta sẽ gọi là đậu phụ, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau phát âm thật là chính xác từ này nào. Tofu. Các em lưu ý, đây chúng ta sẽ có âm O. Tofu. Tofu. Tiếp đến sẽ là một danh từ, đó là fried vegetables. Fried vegetables, rau củ xào. Hoặc là một phrasal verb như thế này, ta có warmed something up. Warmed something up nghĩa là hâm nóng cái gì đó. Thường ở đây chúng ta sẽ đang học về thức ăn, đúng không nào? Chẳng hạn như là hâm nóng cái pizza lên, đúng không nào? Warmed the pizza up. Tiếp đến ta sẽ có danh từ nước khoáng. Các em lưu ý là nước khoáng sẽ có một sự khác biệt nhỏ so với nước chúng ta uống hàng ngày, đó là nước tinh khiết hoặc là nước lọc. Như ta biết là gì, nước lọc sẽ có một thành phần duy nhất, đó là nước cung cấp cho chúng ta có thể là uống mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, đúng không nào? Tuy nhiên thì nước khoáng nó sẽ có một sự khác biệt, đó là thành phần của nó sẽ có chứa một số khoáng chất, chẳng hạn như là natri, kali hoặc là magie. Như vậy thì sẽ sử dụng trong một số tình huống cụ thể thôi, chẳng hạn như là người tập thể dục thường xuyên này, tập thể thao thường xuyên, và những người làm việc ngoài trời đổ rất là nhiều mồ hôi, thì lúc đó thì chúng ta có nên sử dụng nước khoáng. Chúng ta cùng nhau phát âm nào. Mineral. Mineral water. Mineral water. Tiếp đến là trà xanh. Chúng ta thấy là trà xanh là một loại thức uống cũng khá là phổ biến và được ưa chuộng ở Việt Nam, đúng không nào? Nó được ưa chuộng bởi vì cái vị của nó chát chát, rất là đặc trưng. Và bên cạnh đó thì nó cũng cung cấp một số chức năng rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như là nó giúp thanh lọc cơ thể này, nó chống viêm họng, giảm viêm họng, chống lão hóa, hoặc là nó sẽ giảm huyết áp cho chúng ta. Như vậy ta có danh từ green tea. Green tea, trà xanh. Hoặc một loại thức ăn khác cũng rất là phổ biến ở Hà Nội, đúng không nào? Đó là phở bò. Ta có beef noodle soup. Beef noodle soup. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng từ phở thôi, bởi vì món phở này rất là phổ biến ở Việt Nam rồi, và cũng được rất là nhiều bạn bè trên thế giới ưa chuộng, đúng không nào? Tiếp đến đó là món omelette, hoặc là trứng tráng như thế này. Các em có thể phát âm theo hai cách. Đầu tiên ta có là omelette. Omelette. Hoặc là omelette. Omelette hoặc là omelette. Omelette. Như các em thấy là gì? Sweet. Các em biết rồi, nó là ngọt. Còn sweet là món súp. Như vậy cái món súp mà ngọt ngọt thì chúng ta sẽ có là chè. Đúng không nào? Đây là hình ảnh của một số loại chè khá là phổ biến ở Việt Nam, chẳng hạn như là chè bà ba này, chè trôi nước hoặc là chè bắp. Nhìn rất là ngon, tuyệt vời, đúng không nào? Tiếp đến là củ nghệ. Các em biết là củ nghệ nó có chứa một số hợp chất hoặc tính sinh học rất là tuyệt vời trong việc chống viêm, chống oxy hóa, một số chức năng để chống được cả bệnh ung thư. Đây là một cái thành phần, một nguyên liệu thật là tuyệt vời, đúng không nào? Tiếp đến chúng ta sẽ có danh từ shrimp. Shrimp, con tôm. Hoặc là một món ăn được người dân xứ Nghệ rất là ưa chuộng, đó là súp lươn. Ta có eel soup. Eel soup. Như vậy các
em biết là các món ăn của chúng ta sẽ có mùi vị như thế nào, nước uống của chúng ta sẽ có vị ra sao. Như vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em, giới thiệu cho các em một số tính từ được sử dụng để mà miêu tả vị của đồ ăn và thức uống. Đầu tiên ta có chẳng hạn như là quả mướp như thế này, và cà phê thì nó sẽ có vị rất là đắng đúng không nào? Vậy thì ta sẽ có một tính từ dùng để miêu tả vị của nó, đó là bitter. Bitter, đắng. Tiếp đến sẽ có là vị rất là thơm, chẳng hạn như mùi của hoa thơm này, hoặc là mùi của thức ăn rất là thơm. Như vậy thì ta sẽ có tính từ là fragrant. Fragrant, thơm phức. Hoặc là khi mà món ăn sử dụng quá là nhiều muối đúng không nào? Như vậy thì nó sẽ có vị mặn. Đó. Ta có salt, danh từ là muối. Như vậy tính từ sẽ là salty. Salty. Tiếp đến, nếu như mà ăn chanh thì chắc hẳn là nó sẽ có vị chua đúng không? Như vậy tính từ của ta sẽ là sour. Sour. Tiếp đến, tasty. Tasty. Tasty là vị rất là ngon, đầy hương vị. Và cuối cùng chúng ta sẽ có spicy. Spicy, rất là cay, vị cay nồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên trên iCBooks. Getting started. One, listen and read. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung bài hội thoại giữa mẹ bạn Phong và bạn Phong. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó sẽ đi đến một số bài tập có liên quan. Dad and I are going to the opera tonight, and we won't be home until 9 p.m. You'll have to eat dinner alone. There's some food for you in the fridge. Okay. Like what, Mum? Some meat with tofu and some fried vegetables. I'm afraid there isn't any bread left, but you can have noodles instead. But I usually have rice, Mum. There's some rice left from lunch. Just warm it up. All right, Mum. What is there to drink? There's milk, juice, or mineral water. How much milk is there? Oh, I forgot. There isn't any milk left. I'll buy some tomorrow. You can have some orange juice instead. How many cartons do you want? One. No, wait. Two, please. Eight, read the conversation again and answer the questions. Trong hoạt động đầu tiên này thì chúng ta sẽ dựa vào bài đọc vừa rồi về hội thoại giữa mẹ bạn Phong và bạn Phong đúng không nào, để trả lời 5 câu hỏi bên dưới như thế này. Như thường lệ thì chúng ta sẽ đọc câu hỏi để hiểu thật là rõ câu hỏi người ta muốn trả lời như thế nào, về cái gì, gạch chân những cái keywords và tìm trong bài. Như vậy thì sẽ nhanh và logic hơn đúng không nào. Câu đầu tiên ta có Why must Phong eat dinner alone? Như vậy ở đây ta sẽ trả lời cho câu hỏi là why, tại sao này. Phong eat dinner alone, bạn này là ăn cơm một mình, ăn cơm một mình. Ngay câu đầu tiên của mẹ ở bên cột bên trái thì chúng ta cũng có thể thấy là gì? Dad and I are going to the opera tonight and we won't be home until 9 p.m. Mẹ đã đưa ra một cái lý do là gì? Tối nay thì bố và mẹ sẽ xem một cái vở nhạc kịch rồi, bố mẹ sẽ không về nhà cho đến 9 giờ tối. Do đó thì câu này chúng ta sẽ thay đổi một số đại từ, bởi vì câu hỏi người ta đã sử dụng mà chủ ngữ là phong đúng không nào, sao cho phù hợp nào. Trước hết thì chúng ta sẽ sử dụng because, bởi vì câu hỏi của chúng ta là why. Because his parents are going to the opera đây. Thì ở đây cô sẽ thay thế chữ Dad and I thành his parent, và cái chữ we thì cô sẽ chuyển thành they cho phù hợp với câu hỏi đúng không nào. Câu số 2, how much rice is left, còn lại bao nhiêu cơm. Do đó chúng ta sẽ tìm một cái số lượng nào đó ở trong bài đúng không nào. Thì ngay ở cái câu hội thoại đầu tiên của mẹ ở bên phía tay phải thì chúng ta cũng thấy là gì, there's some rice left from lunch.
Như vậy là còn lại một ít cơm lúc ban trưa thì chúng ta sẽ có thể trả lời là gì? There's some rice left from lunch. Câu số 3, what should Phong do with the rice? Ngay cái sau cái câu vừa rồi luôn thì chúng ta cũng thấy là gì? Just warm it up. Chỉ cần hâm lại thôi là có thể ăn cơm được rồi. Do đó thì trả lời đầy đủ chúng ta sẽ có là gì? Phong should warm it up. Đúng không nào? Chỉ cần hâm lại thôi là được rồi. Câu số 4, what will Phong's mother buy tomorrow? Mẹ của Phong sẽ mua cái gì vào ngày mai? Chúng ta thử tìm trong bài xem có cái từ nào là buy hay là từ nào là tomorrow hay là không. Thì ngay ở dòng thứ 5 từ dưới lên, cột bên tay phải luôn, thì chúng ta cũng có thể thấy là gì? There isn't any milk left. I'll buy some tomorrow. Mẹ bạn ấy giải thích là gì? Hiện tại thì không còn sữa nào nữa, không còn một chút sữa nào nữa. Do đó thì mẹ sẽ mua một ít vào ngày mai. Như vậy thì câu trả lời của chúng ta sẽ là gì? She'll buy some milk tomorrow. Mẹ sẽ mua một ít sữa vào ngày mai, đúng không nào? Tương tự câu số 5 ta có là gì? What can Phong drink instead of milk? Phong sẽ uống cái gì thay vì là phải uống sữa? Thì chắc chắn là sữa hết rồi thì bạn ấy sẽ tìm một cái loại thức uống khác để uống, đúng không nào? Thì ngay cái câu vừa rồi luôn thì mẹ của Phong nói là gì? You can have some orange juice instead. Con có thể uống một chút nước cam thay vì là phải uống sữa. Thì câu này cô sẽ trả lời như sau. He can have some orange juice instead of milk. Rất là đơn giản, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau đến với một số câu hỏi ở phần hoạt động 1B. B. Find the words about food and drink in the conversation and put them in the correct column. Ở trong hoạt động này thì sau khi mà chúng ta đã đọc xong bài đọc, đúng không nào, sẽ có một số danh từ chỉ về thức ăn và nước uống có trong bài. Như vậy thì các em hãy đọc lướt qua một lần nữa và điền vào đây. Thì sau khi mà cô đã đọc xong thì cô thấy ở trong bài người ta có đề cập tiếp theo cái chữ meat, đó là tofu, đúng không nào, về đậu hũ này. Tiếp đến sẽ là fried vegetable, một ít rau xào này. Tiếp đến là gì? Bread, bánh mì. Tiếp đến nữa là noodles, một ít bún mì hay là phở gì đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có là rice, một ít cơm. Về bên thức uống thì đầu tiên bạn ấy sẽ đề cập tới milk. Và chắc chắn rồi, bởi vì bạn Phong khá là thích milk, đúng không nào? Tiếp đến sẽ là juice, một ít nước nước ép. Mineral water, một ít nước khoáng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có là orange juice, một ít nước cam thay thế, bởi vì bạn ấy đã hết sữa rồi, đúng không nào? 2. Match the food and drink with the pictures. Với những cái hình ảnh cụ thể mà cô đã cung cấp cho các em ở đầu tiết học thì bài này hoàn toàn dễ đối với các em, đúng không nào? Các em hãy quan sát bức tranh thật là kỹ. Đây là món ăn gì, họ thức uống gì thì các em sẽ nối thật là phù hợp. Chẳng hạn như cô có lemonade thì cô sẽ nối với hình thứ 3 chẳng hạn. Đó, như thế này. Sau đó các em sẽ nhấn nút submit để kiểm tra đáp án ha. 3. Think about your favorite food and drink. What questions can you ask about them? Ask and answer this question with a partner. Vậy, món ăn yêu thích của các em là gì? Nước uống yêu thích của các em là gì? Thì các em hãy cùng nhau luyện tập với bạn của mình. Hoặc các em có thể là luyện tập ngay trên Icebox như thế này, với những câu hỏi người ta cho sẵn như thế này. Chẳng hạn, what's your favorite food? What's your favorite food? When do you usually eat it? Bạn thường ăn nó khi nào? Đó, thức ăn mình thích là gì? Ăn nó khi nào? What's your favorite drink? Tiếp đến là chúng ta sẽ đề cập về nước uống mà chúng ta yêu thích. When do you usually drink it? Và cuối cùng là gì? Chúng ta uống nó khi nào? Chúng ta cùng nhau xem một số gợi ý bên dưới như thế này. Đầu tiên, what's your favorite food? Is phở bò, beef noodle soup? When do you usually eat it? In the morning. Đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể trả lời về thức uống là như là gì? What's your favorite drink? Is water. When do you usually drink it? I drink it every day. Đó, chẳng hạn chúng ta sẽ trả lời một cách đơn giản ngắn gọn như vậy thôi ha. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo nào. 4. Listen and repeat the adjectives.
Trong bài học này thì chúng ta sẽ đến với một số tính từ được sử dụng để miêu tả về thức ăn và đồ uống. Đầu tiên thì các em hãy nhấn vào nút play này để luyện cách phát âm của mình. Sử dụng micro để ghi lại và chỉnh sửa sao cho thật là chính xác về cái từ đó. Bên tay trái của chúng ta sẽ có bổ sung một cái khung. Các em có thể điền vào đó một số tính từ mà các em biết được sử dụng để miêu tả về thức ăn hoặc đồ uống. Và sau đó thì các em sẽ sử dụng những tính từ này ngay bên trên này để miêu tả về những món ăn mà chúng ta đã làm ở trong bài tập số 2. Trước hết thì hãy cùng với cô luyện đọc lại những từ này ha. Bitter. Bitter. Delicious. Delicious. Tasty. Tasty. Sweet. Sweet. Salty. Salty. Spicy. Spicy. Fragrant. Fragrant. Sour. Sour. Và bây giờ bên dưới này chúng ta sẽ cùng nhau miêu tả một số thức ăn ha. Các em có thể tham khảo một số ví dụ như sau. Green tea is bitter. Món trà xanh thì rất là đắng hoặc là chát đúng không nào? Tiếp theo, sweet soup is delicious. Món chè này thì thật là ngon, hoặc là sweet soup is fragrant, thơm quá đi. Thứ ba, beef noodle soup is tasty. Tương tự đúng không nào? Phở thì ngon, ngon hết sảy luôn đúng không nào? Hoặc là câu số 4, tofu is fragrant. Món đậu hũ này, đậu khuôn này thì rất là thơm, dậy mùi. 5. Game. What's your favorite food and drink? Work in groups. One student describes his favorite food or drink. The rest of the group tries to guess which food or drink it is. Trong bài tập này thì các em hãy đọc về cái mô tả về thức ăn hoặc là đồ uống mà người ta cho sẵn. Sau đó thì các em hãy đoán xem đó là món ăn nào, đồ uống nào. Chọn đáp án thật là phù hợp bằng cách là kích vào nghe đáp án đó như thế này. Đúng nào? Chúng ta cùng nhau đến với câu số 1 nào. It's my favorite drink. Về đồ uống này. It's a bit bitter, but it's good for health. Nó hơi đắng này, nhưng mà lại rất là tốt cho sức khỏe. Thì chúng ta có thể đoán ngay được đó đáp án là gì? Green tea. Đúng nào? Trà xanh. Với một số công dụng mà cô đã đề cập ở trước đó rồi. Câu số 2. It's my favorite food. It's delicious with noodles and meat. Đây là thức ăn này. Vậy bây giờ là sẽ là thức ăn. Rất là ngon với một ít bún, ít mì và có thịt nữa. Thì chúng ta có thể đoán ngay được chắc chắn sẽ là beef noodle soup, phở bò. Đúng không nào? Câu số 3. It's my favorite food. It's delicious. It's traditional Chinese food. Đây là món rất là yêu thích của tôi nè. Nó rất là ngon. Đó là món ăn truyền thống của người Trung Quốc. Thì do đó thì chúng ta cũng có thể đoán được ở đây chính là tofu. Đúng không nào? Như vậy ngày hôm nay là cô đã hướng dẫn cho các em một số từ vựng liên quan đến chủ đề Vietnamese food and drink, đúng không nào? Các em hãy về nhà học thật kỹ những từ vựng đó và sử dụng cho thật là chính xác. Và đừng quên chuẩn bị một số từ vựng có liên quan và những kiến thức mới có trong phần A Close Look 1. Hy vọng rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các em. Chào các em!